bác bữa nay không bán mà bị bệnh luôn rồi. Đi qua bách tê bách bách gì bách gì bách như không chú đi hết nổi đi hết nổi luôn hả? Ông bác mấy bữa nay dầm mưa nè, À, sao nãy bị mà bệnh cái nè. gì thằng thằng cháu ông chú qua mà ông chú còn không ẩm được luôn là biết chú mệt cỡ nào rồi. Ơi trời, Ăn uống gì chưa? Ông đi mua cho con cháu nha. con không có uống mà Gì uống thuốc không? có thuốc rồi. Con nghe con chú ghê. Rồi nói có bà đó. Ấn lạnh gì thôi. Ấn lạnh đúng không? Ấn lạnh là sốt rồi. Rồi xíu nữa kêu Thủy đi mua thuốc cho chú. Gái con đứa dễ đi mua thuốc mà dễ nói với mình một chút. Mua mua miếng dán hạ sốt ha. Dán. Có bị sốt không chú? Không, chú biết rồi hả? Không, sốt là mình nóng lạnh đó. Lúc lạnh mua. Cảm đó. Nằm sụi lơ luôn. Cái này bệnh hay là nhớ người yêu đây? Thôi để con đi kêu bà bác về chăm sóc nha. Bà nấu cháo rồi cho ăn. Thôi thôi thôi. Sao vậy? Tao nấu hơn được rồi. Trời ơi, bệnh hoạn già cả rồi. Bình thường Ờ, ông ở nhà thì rồi ông anh có gì rồi sao cứng đờ luôn không ai biết nữa. Tụi được. con hồi sáng giờ không thấy ông đi kiếm nè. Ủa sáng thấy ra thấy khỏe lắm mà ta. Tự nhiên rồi đó. Lúc lạnh rồi làm. Trời ơi, coi bị Covid nha. Ô gà. chú lấy Covid của Phúc BBC á. Giờ này khô mắm vậy. Phúc ít đô với lộn, Phúc ít đô nha. Này là mình lộn. Phúc ít đô. Mà thôi chú không sao đâu, con nghĩ chú hút hết đứa thuốc đó là hết bệnh nè. À. Mấy người hay uống thuốc hay hút đứa thuốc là hết bệnh liền à. Bây giờ trong người thấy sao? Vớt rồi đó. Chóng mặt gì không? Không. Hồi nãy thì nó ớn ớn lạnh. Tao ngủ rồi, được rồi, nó hơi khỏe rồi. Đi ra làm ly cà phê chút. Ra uống trà trà gừng á. Bác sĩ ơi. Bác sáng giờ ăn gì chưa? Bác sĩ ơi. Rồi ăn gì đâu. Không ăn gì luôn. Hay là nhiều khi không ăn gì nó mới bệnh đó. Đúng, đúng là thiếu cái bàn tay của phụ nữ là không có làm được. Chết rồi, thôi đi nằm đây chùm mền đi, con kêu bà bác về nha. Không được kêu không. Kêu ai chăm ai la chú được, không có la được. Lúc tao lỗi anh rồi. Sao lỗi nói, càng nằm càng thấm á. Chết rồi. Không có mượn nói đâu. Ông bác dậy không nổi rồi. Hả? Rồi giờ thầy đi mua thuốc cho chú đi. Đúng Qua đi mua rồi. thuốc Đi mua thuốc sốt nóng lạnh đi. Ăn cháo, tụi con đi mua cháo cho ông bác ăn húp miếng cháo cho nóng rồi rồi cái uống thuốc vô là nó khỏe à. Trời ơi, phải khỏe ngày mai em bán trái cây nữa được chứ không là chết luôn á. Chú vậy rồi, cố gắng lên, cố lên, cố lên. Sao làm miếng cháo ha, cháo cho nó sức mồ hôi rồi là nó mới khỏe được chứ. Cái này mà bị Covid là coi như toi luôn. Ủa cái này nó đâu có giật mình. Thấy mắc mùi mắc vị gì, gì không? Hơi ớn ớn lạnh gì. Ớn lạnh thôi đúng không? Ớn lạnh nhiên cảm rồi. Bị trúng nước đó. Đó bữa giờ dầm mưa mà tụi con nói rồi không nghe, kêu mà mưa đi vô đi đứng là mưa. Rồi, giờ bệnh hút hết đứa thuốc ngồi, ngồi dậy đi rửa mặt rồi đi ra kia làm ly cà phê cho tỉnh táo rồi ra đó uống thuốc luôn. Không, ngoài 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 có bánh cháo rồi không? Có đó, cháo phở rồi đầy đủ. Cái này là chắc nhớ, vợ rồi bệnh gì vậy. Đúng rồi. Chết rồi, thì hôm ấy giờ nằm xuống chụp mền đi, con đi kêu bà bác về. Bà thấy cái này là bà hết buồn liền. Bà lo lắng cho chú luôn. Ừ. Đứng nổi không? Đứng nổi luôn rồi, chết rồi. Đây. Con rồi, con rồi. Giờ phải đưa chú ra mua thuốc uống không là chuyển viện luôn á.
quá trời luôn. Bệnh rồi đi đâu mất tiêu sáng giờ vậy ông nội? Chạy gì đâu mà anh trọng. Anh trọng bị bệnh nè. Đây bệnh được kìa. Bệnh nhớ bà bác. Ủa cái clip đăng nó bị dưới lâu. Thuốc chậm đi. Đi mua ra thuốc tây kìa bên đó đó. Uống rừng nước mưa ấm rồi ấm tì. Đi mắc mưa chứ vậy nó không lạnh quá. Không lạnh đó. Sáng giờ không hỏi thăm không kiếm ổng. Tôi đi vô tôi kiếm ổng, ổng nằm đó. Đâu hay đâu. Có một mình ổng nhà rồi ổng ngay đơ rồi ai hay. Tưởng ông đi đâu chứ, nãy tưởng ông đi với mấy ăn chứ. Đây có đồ ăn nhà chú ơi. Ông bác ăn hủ tiếu để lấy sức sẽ nhường, nghe nói là chưa ăn cái gì cả sáng luôn. Ngồi say quá ông bác. Ý là bỏ cái vò của anh kia. Đó. Nãy về đâu chậm. Đang làm clip lên nè. Ủa làm clip lên tiếp hả? Ừ mà sao cái hình nhỏ quá. Đâu đây coi coi. Ủa cái này là của công ty em đúng không? Ừ đúng rồi, danh tiếng Việt Nam. Nhưng mà đáng lý em phải ông bác ông uống trà gừng. Nãy giờ mấy anh em kêu chở ra đây uống gà trà gừng với lại ăn hủ tiếu cho nó nóng, nó giảm nhiệt. Ông bác bữa giờ là mưa nắng đó mà. Uống cái này hơi ấm tị. Đúng rồi, nó đổ mồ hôi ra nó hết á. Ăn đi rồi, lát tụi con mua thuốc cho uống. Gán ăn vô cho nó đổ mồ hôi ra. Thấy ông chú ổng mất sức ghê không? Nói có mũi không? Cũng hay là hôm nay ông bác nghỉ. Ông bác mà bán nó thôi mà sao bán được đây, tại vì bán đuổi lắm rồi đó. Bán suốt con gà có nghỉ rồi nào đâu. Dạ ông bác nghĩ có nào không? Chào quý cô bác ơi, chị đang con chồng có nghĩ không? Hả? Có nghĩ không? Để lên clip nè. Bây giờ thì để cho ông chú ông đang xong cái mấy đứa nó mua thuốc chồng chú uống. Rồi chào ông chú nha. Đâu, mấy cha uống thuốc không? Không ta như được thì hết rồi. Được quá nè. Đó uống đây. Ủa chứ hồi đó là bệnh bà cô bà ở nhà bà lo hả chú? Không có đâu. Ở dưới có bà Tư bán thuốc tây hay lắm, bảo cộng thuốc tây. Vậy là để bà Tư lo. Nếu bệnh bà Tư lo ha. Bà bán người Huế, bà cộng một cái lại đi. Bất cứ chuyện gì, hết chân cái làng đó là bả. Bữa nay nói chuyện khác luôn, khàn tiếng. Đi không nổi, nói không ra hơn. Bữa giờ tụi con nói rồi, trời mưa đi vô nghỉ. Để nắng mưa này là dễ bệnh lắm, già rồi. Bữa nay râu ra mọc luôn rồi kìa, hết đẹp trai rồi. Tưởng đâu là về ngủ trưa không mà đâu biết bệnh đâu. Sao ông bác bệnh cũng mà không gọi ra. Em chồng ra? Trong khi nó ấm lại 3-4 lần á, tao kêu về đi, ông nổi bệnh rồi. Dạ, sợ lây bệnh cho con nít đó. Đôi khi con nít người nó yếu á. Yếu. Đó, mấy anh em kêu trà gừng cho ông bác nè. Với lại ăn cháo mà ông bác kêu ăn hủ tiếu đi cho nó giảm nhiệt. Còn giống súng thì sáng giờ. Là lên liếp. Lên liếp, trong súng tối ngày gặp trong súng lên liếp. Bữa nay mới tóc đó vậy, đồ đẹp trai nha. Anh Trọng, có phải thăm cho em một tiếng nào hả? Thấy mà, cái gì đâu. Đi mua thuốc cho ông uống đi kìa. Mày đi, bà ra lên rồi. Chị bọc lên, để gì vô mấy thuốc nha. Tao hút miếng nè. Thế anh già. Cái ông bác ăn chứ sáng giờ không ăn gì rồi uống thuốc cho nó giặt rồi sao? Không có hơi cho ăn mí
vài miếng hủ tiếu à. Thì nó ăn xong đi rồi chưa nói chưa. Thôi bữa nay nghỉ phép mà bệnh nữa. Bệnh cái nỏ nó dài ra hơn. Ờ. Râu nó mọc tà lơ rồi. Ông bác phụ tính. Râu kia mọc bữa nay râu kia mọc tà lơ hết đẹp trai rồi nè. Đùa biết giỡn rồi mọi người. Ông bác, giảm sức đi, ngày mai có sức còn mai còn bạn nữa cơ. Mai có nghỉ không hay là bạn tiếp? Chủ lực đi cũng không ham bán đâu, thế chết rồi. Mà là mai ông bác được nghỉ hả? Mai ông bác nghỉ. Mai mà chưa hết bệnh thì nghỉ một bữa nữa đi. Tại chủ nhật con thấy là cũng vắng đấy, cũng không có đông, tại công nhân người ta nghỉ làm á. Ôi lâu lâu mình nghỉ rồi. Sao rồi uống trà gừng vô thấy sao rồi? Khỏe rồi. Nóng nóng á. Đúng rồi. Con nóng mà. Giờ uống cà phê vô là trúng luôn á. Uống cà phê không được đâu. Bệnh cảm sốt này mà uống trà gừng nó mới hạ nhiệt được. Ráng ăn đi miếng nữa đi. Chiều con đi qua con thông báo cho bà bác. Ăn mèo chở nha. Con thông báo với bà bác là nó ông bác bệnh. Không đâu. Không bình thường. Không có làm phiền nghe đâu. Giọng thì sai nó không đợi nào được. Đem về cho mẹ nó cho nó mấy đứa nó ăn. Ốc miếng nước nè. Không bác ăn hết đi cho nó khỏe. Không phải. Cái nước súp là đủ rồi. Nước súp đâu có chất đâu bác. Trời trời. Súp nó hay lắm mẹ ơi. Mạnh lắm á. Anh Trọng ơi. Ông bác định uống nước súp rồi để cái rồi lấy thịt. Đang đi. Đang đi. Rồi nó ở nhà có đồ ăn rồi. Ở nhà anh Trọng mua đồ ăn đầy đủ rồi. Đầy đủ chắc rồi. Ăn đi cho có sức chứ không ăn rồi sao được. Ăn đi. Còn cái nào mà không có gan nó đi con ăn được. Vậy anh Trọng anh nói vậy. Cái nào mà không cái khó khó để con ăn được không được. Ăn cũng đâu có răng đâu. Không có ai mang gân này kia. Cái nào cha khó ăn là chuyện với con phải không? Gân bọng này kia ăn được chứ hả? Bình thường. Còn đang tối vô nào ăn bình thường á. Con kêu để cho ông già ăn là để mở mà nó đi gì để gì còn gân không rồi chứ. Ăn vậy không à. Nó biết ý á. Bữa nay nuốt không vô rồi. Bóp nước súp được rồi. Ông bác phải ăn mấy miếng họ đi cho nó chắc cái bụng một xíu chứ không nước súp mà nó đâu có chắc đâu nó lỏng cái bụng lắm. Trời mưa rồi ông bác ơi. Mưa nữa bữa rồi. Bữa nay ngày nào cũng mưa hết trơn. Trời mưa làm chi trời mưa. Trời mưa là nè để bệnh đi là hút nước ăn đi ăn đi. Cái này là người mạnh nhờ người bệnh nè. Lo xì mất cái gạo bỏ mấy đem về cho mấy đứa. Lo xì mất cái là con hút thuốc lá bà ơi. Con bác bệnh nè mọi người ơi, chắc bệnh nhớ bà bác quá. Bác ơi anh Trọng, bác ơi ông bác bệnh nhớ bà bác không? Bây giờ đi gọi mẹ qua thăm ông bác là ông bác bệnh liền rồi. Ê, bà bác qua mà hung cái chục cái là hết bệnh liền. Bà bác không qua kêu bà thiếp qua. Bà thiếp không qua bà thiếp không qua nó kêu ông chú. Ông chú nè, nãy em cũng đi qua bà thiếp gì đó. Yeah.